Dạ A Di Đà Phật. Dạ con kính đọc câu hỏi của cô Hà Thị Vị ạ. Kính đại chúng, chúng ta chú tâm nha. Cái khó khăn tu tập của người cũng là cũng có khó khăn tu tập của mình. Đọc đi con. Dạ bạch thầy, con cũng có học được một chút giáo lý nhà Phật. Con cũng hiểu được là phải làm chủ tâm mình, không để tâm phóng dật. Mà sau con đã thử nhiều cách như quán tâm hay niệm Phật, mà tâm sân hận và tâm đố kỵ của con thường nổi lên. Mỗi lần như vậy, xong tâm buồn phiền của con lại sanh khởi, vì mình không điều phục được tâm mình. Giờ con đang sống trong đau khổ, là phải sống cùng người mà mình không thích. Xin thầy cho con lời khuyên. Chứ con cứ như thế này thì con biết mình sẽ khổ hết kiếp này và bao nhiêu kiếp nữa thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ đó là câu hỏi của cô ạ. A Di Đà Phật. Quý đạo hữu nghe rõ hết câu hỏi không ạ? Xà thú. Câu hỏi rất là thiết thực. Và không những câu hỏi đó là cho cô, mà cũng chính cho con là người tu và cho tất cả chúng ta đang ngồi đây. Cho nên đau khổ của chúng sinh cũng là đau khổ của mình. Và mình có nỗi khổ nào thì chắc chắn chúng sinh cũng có nỗi khổ tương tự như vậy. Khi còn phàm phu vô văn á, thì chúng ta có nỗi khổ cộng nghiệp là giống nhau. Bởi vì không có bệnh nào mà nặng bằng ba cái bệnh tham sân si. Mà hãy còn phàm phu thì tham sân si chúng ta đều có trong người hết. Cho nên mà người bệnh là ta bệnh. Cho nên nghe cái phương thuốc cho người cũng là phương thuốc để cho ta. Cho nên kính đạo hữu chúng ta chú tâm để chúng ta lắng nghe nhé. Có thể câu hỏi này là đang hỏi cả cho mình. Kính thưa cô, trong câu hỏi là cô có nói rằng tâm của mình nó sân hận và nó đố kỵ với người khác. Cô dám hỏi trực tiếp. Và con xin hỏi là tại sao mà tâm mình nó sân hận và nó đố kỵ với người khác thường nổi lên liên tục? Đó là thuộc vào cái một trong cái bát khổ nhà Phật dạy rồi, là ở với người mình không thích là được gọi là cái khổ do oán tắng hội, tức là gặp cái người mà mình ghét. Cho nên đây là cái quả để cho mình biết rằng mình đã từng làm những cái điều mà người không thích ở một cái kiếp nào đó hoặc là hiện tại. Và họ vì những việc mình làm khiến họ ghét mình. Và đôi bên nó tạo ra cái oan gia trái chủ. Cho nên bây giờ cái quả đủ nhân duyên nó hiện ra thì mình với họ lại tiếp tục cái vay, cái nợ, cái duyên, cái nợ đó ở với nhau. Và gặp mặt, thấy hình, nghe tiếng, cảm thấy khó ưa. Không có việc gì quan trọng cả, nhưng mà một chút nhỏ thôi, thấy cũng không thích. Và nhiều một chút nhỏ như vậy kẹp lại nó tạo hình ảnh rất là bất thiện cho nhau. Và mình hận nhau hết kiếp này đến kiếp nọ. Và cái tâm mình lạ lắm. Bây giờ con nói với quý vị nha, là đừng có nghĩ gì con khỉ trong vòng 2 giây thử coi. Nhắm mắt lại 1, 2. Thì cái hình của con gì nhiều nhất trong đầu chúng ta? Có phải con khỉ không? Cái tâm của mình mà hễ càng phản đối, loại trừ, tiêu diệt cái gì thì cái đó nó nổi lên càng nhiều. Cho nên muốn quên người á thì đừng có cố mà loại trừ, tiêu diệt, chê bai, khiển trách họ. Là muốn mà chuyển nghiệp của mình, nghiệp sân, nghiệp ghét, nghiệp oan gia trái chủ của mình với chúng sinh đó, thì không phải sân mà diệt sân, mà phải thương diệt sân. Đó là cái định lực xưa nay nó như vậy. Cho nên bây giờ trước mà muốn chuyển hóa cái nghiệp oan gia trái chủ của mình với họ, thì mình phải nhận thức đây là cái duyên quá khứ bằng cái vô minh mình tạo ra. Cái nghiệp ác khiến họ với mình nghịch duyên. Bây giờ ở với nhau là do cái quả, là do cái nhân. Bây giờ mình muốn như vậy, mình muốn chuyển thì mình phải nhận thức được cái duyên là cái nhân mà mình tạo. Và mình phải chấp nhận cái điều đó. Bây giờ mình tạo cái nhân cái duyên ngược lại, chứ đừng có tạo cái nhân cái duyên giống như là quá khứ. Đó là sân hận. Cái nhân duyên ngược lại của sân hận, ghét bỏ, chê trách, của mỉa mai là cái gì? là từ bi, là tha thứ, là bao dung, là chấp nhận những cái điều khó chấp nhận, là để người trước mình sau, người trên mình dưới, người được mình mất, người hơn mình thua. Bây giờ coi thử cái quả nó trổ ra nó có khiến cho mình giác ngộ để mình tạo cái nhân cái duyên ngược lại hay không, hay là mình tiếp tục lấy cái quả đó mình tạo cái nhân cái duyên giống như ngày xưa rồi mình mong muốn cho cái quả hiện tại nó mất. Bất kỳ một cái biểu hiện quả nào trong hiện tại khiến cho mình hiểu được cái nhân nào đó, nếu như cái quả xấu đó là cái nhân xấu và cái nhân xấu thì mình không nên tiếp tục tạo. Đây là một bài học. Đây chính là Thế Tôn hiện ra phát thân ở muôn nơi để chúng ta hiểu được nhân duyên và quả. Đó là điều thứ nhất cô có thể học nhé. Cái điều thứ hai này con muốn chia sẻ với cô Thị Huệ và tất cả đại chúng là thân của mình nè. Bây giờ cô Hệ đâu rồi, cho cô Hệ lên đi con để phụ hỏi trực tiếp nè. Dạ cô Hệ. Dạ cô đưa tay trái lên đi. Cô đưa tay trái lên như thế này đi. Rồi cô đưa xuống. Cô bỏ xuống. Rồi đưa lên lại. Rồi bỏ xuống. Đưa lên lại. Bỏ xuống lại. Rồi lấy cái kính mắt ra đi cô. Thì nói nghiêm túc á. Rồi lấy cái kính mắt ra. Rồi đeo kính mắt vô lại đi cô. Rồi lấy kính mắt ra lại lần nữa đi cô. Rồi đeo lên lại đi. Rồi bây giờ lấy cái tay trái, lấy kính mắt ra. Rồi, bằng cái tay phải đeo kính mắt vô. Cô ngồi đó cô làm chục lần đi. Làm nổi không? Ngay chục lần là bắt đầu bực bực. Thấy ông thầy thì mình miễn cưỡng mình làm, chứ mà thấy nói chục lần là ông thầy này quá đáng rồi đó, đúng không nè? Mà cô có chịu làm không? Không, chắc chắn là không thôi. Mới nói thiệt như vậy thôi chứ. Còn nói cho cô và quý vị biết nha, cái thân của mình á, mình không thích ai sai xử thì sao mình để người ta sai xử cái tâm của mình vậy? Mình không thích ai mà sai xử cái thân của mình hết đó, nhưng mà mình để cái tâm của mình cho người ta sai xử dễ ợt à? Có cái gì đó liên quan không? Suy nghĩ cho kỹ cái bài học này nha. Ai đó thì sai xử xung quanh mình, sai xử bên ngoài mình, thì mình có cảm giác là nô lệ cho họ, và trước sau gì mình cũng đứng lên mình phản kháng đó. Dù đó là bất kỳ một loại người đặc biệt nào, dù là mối quan hệ đó thấm thiết, mặn mà, thương yêu đến cỡ nào, nhưng mà hễ họ ràng buộc mình là lập tức mình phản đối. Dạ đó. Và kính thưa cô và quý vị, để cái vui buồn trong nội tâm mình, để cái cuộc sống đau khổ và hạnh phúc của cuộc đời mình cho người khác quyết định, đó không phải là một dạng nô lệ nặng nề, tệ hại nhất thế gian này sao? Có phải vậy không? Cái người của mình mà mình để cho người khác quyết định thì đó không phải là một dạng nô lệ tệ hại nhất khi mà mình làm người sao? Ở đây có ai đang không có nô lệ cho người khác không? Cho nên câu hỏi của cô đó là câu hỏi cho con, cho hỏi tất cả chúng ta đây. Và đó là câu hỏi không phải cho riêng ai, cho tất cả Phật phụ. Bây giờ con hỏi cô lại lần nữa. Cô có từng làm cho ai phật lòng không? Mấy thời có ạ. Có. Rất là thiệt. Vậy con hỏi đại chúng ở đây, đại chúng có từng làm ai phật lòng không? Nếu có, chắp tay hết lên sáng cái coi. còn thành thật con phải xá thôi chứ con cũng phật lòng nhiều người lắm. Đó, nó như vậy đấy. Và mình có từng làm cho ai hài lòng mà 100% ở trong cuộc đời mình chưa? Cô có không? Và đại chúng có không? Nếu không thì chắp tay xá ngay coi. Có từng làm cho người mình thương mà hài lòng 100% không? Dạ không, con cũng vậy. Mình không thể làm một con người nào đó mà hài lòng 100% cả. Mình làm có kiểu gì chăng nữa cũng họ cũng không có hài lòng, dù là một chút hay nhiều hay ít, dù họ có đặc biệt họ mến mộ mình cỡ nào chăng nữa cũng không có bao giờ mình làm hài lòng họ được 100%. Có phải vậy không nè? Phải thì phải để gục đầu cái mình chưa làm hài lòng ai 100% cả, nhưng mà đời có làm hài lòng mình 100% theo ý của mình muốn không? Mình thì chưa làm ai cho ai hết, nhưng mà đời thì cũng sao, cũng chưa bao giờ làm hài lòng mình 100% cả. Chứ có người nào mà mình thương mà mình nghĩ rằng họ là hạnh phúc của mình, mà họ cũng rất thương mình, mà họ làm hài lòng mình 100% dù là một ngày, chưa bao giờ có. Mình đi mình đang nói thôi mình nói ra là không biết bao nhiêu chuyện. Mình nhẫn nhịn thì mình cho qua thôi. Mình lấy cái hài hòa, cái sự kết nối để mà cùng với nhau sống thôi, chứ không có ai mà làm hài lòng mình 100%. Thậm chí con chó mình nuôi nó đó, mà mình tróc tróc cho nó vô, sau khi nó ăn xong nó cũng không thích, nó thích thì nó vô, nó không thích thì nó ngoắt đuôi nó đi chỗ khác. Cho nên người ta nói có cái từ này rất là không được nói, nhưng mà nó thực tế nó là chảnh chó. Con nghe người ta nói vậy nhưng mà nó có thật. Tức là sao, nuôi nó rồi mà biểu nó theo ý mình muốn nó cũng không theo. Nó là con vật mà nó không theo mình luôn thì quý vị nghĩ con người ai theo mình 100%? Cho nên bữa nào mà con người mà họ không theo mình 100% mà mình buồn á, mình lấy con chó nhà mình nuôi ra hay con gà con vịt gì đó, mình thử thực tập với nó, thử nó nghe mình không. Con vật mà nó không nghe mình được thì con người cái cảm xúc họ phức tạp lắm, họ không thể nghe mình được. Cho nên thông cảm. Tại sao mà hôm nay người ta thích chó thích mèo nhiều, người ta ít có yêu thương được nhau, mà ta thà yêu một người ta chăm sóc một con chó tốt hơn, ta yêu thương nhau, ta thấy khó khăn quá cho nên ta phải lấy con vật để ta gửi gắm cái tình thương. Kính thưa quý vị, ta quan sát lại cái đời sống của mình xung quanh nha. Và mình thì mình thấy là mình chưa có làm ai hài lòng 100% và chưa có ai làm hài lòng mình 100%. Và đời có nên hài lòng mong muốn của mình 100% không? Vậy câu hỏi này con hỏi cô đó, cô Huệ, cuộc đời này có nên làm cho hài lòng mình 100% không? Không ạ. Tại sao? Bạch thầy con, vì như thế thì rất là khó ạ. Khó làm sao? Như vậy rất là khó, đúng rồi, mà khó làm sao? Con không giải thích được à? Nghe nè, đúng rồi, cực kỳ khó. Bây giờ ví dụ như nè, cái lòng của cô là cô muốn con của cô thế này, chồng của cô thế kia, gia đình của cô thế nọ, mà cái tâm, cái ham muốn của thầy là thầy muốn tu thì muốn giải thoát, thầy muốn gia đình. Như vậy là nếu mà đời hài lòng của 100% thì thầy ở đâu? Thầy không có chỗ hả? Phải không? Mỗi người có một ham muốn, mà nếu cả cuộc đời này là phục vụ cho 100% ham muốn người đó thì chỗ đâu mà mấy người khác ở trên đất này? Logic không nè? Đứa con của mình thôi, nó cũng có cái ham muốn riêng của nó rồi, khỏi cần ai ấy đó. Hai đứa sinh ra sinh đôi nó cũng có cái ham muốn khác nhau rồi. Như vậy là đời may mắn lắm không có theo ý của mình 100%. Và đời may mắn lắm không có theo ý của ai 100% hết. Và nên biết đó là một điều may mắn. Bởi vì nếu lỡ theo mình hay lỡ theo ai 100% thì cuộc đời này chỉ có một mình ở trên đất thôi, không còn ai có thể ở được nữa hết. Có phải vậy không nè? Các bạn thấy như vậy nó có đúng không ạ? Khi mà mình 3 tuổi á, thì cuộc đời nó có thể là 80% theo ý mình muốn, mà chỉ cần khóc thôi mọi thứ đều được hết. Sức mạnh của đứa bé là tiếng khóc. Nhưng mà khi mình 30 tuổi thì nó chỉ còn 30% thôi, là đời có thể theo ý mình muốn, có thể thôi nha. Còn khi mình lên 50 tuổi thì có thể đời nó theo mình 10% thôi. Mà khi mình già nữa rồi thì hên xui, họ thích thì họ nuôi, họ thích thì họ bỏ trong nhà dưỡng lão. Và sinh tử nó không có hạn ngày giờ. Bây giờ mình muốn kiếm một người, hay mình 100%, cho nên bây giờ mình kiếm một người máy, phải không? Người máy là mình bấm cái họ làm thôi hả? Cho nên bây giờ công nghệ robot và người máy lên ngôi. Vậy ta không muốn nó trả đũa với mình, mình bỏ tiền mình mua và nó phải làm tớt từng tập, cho nên robot lên ngôi. Nhưng bây giờ con hỏi quý vị, chiếc xe máy của mình nó là robot không? Giống robot. Mà chiếc xe nó có đôi khi hư không? Hư không? Hư à. Như vậy cái chiếc xe là con robot hay là một cái bộ máy gì đó, nó là vật thôi, mà nó cũng không có theo mình 100%. Vật mà nó cũng không theo mình 100% thì huống hồ gì là không phải vật, huống hồ gì là hữu tình cao cấp giống ngang với mình. Cho nên chúng ta biết rằng cái điều bất khả tư nghị là muốn người khác theo ý mình mà không được, là tâm mình sân đố kỵ. Mà cái điều này là do mình có cái tà kiến về cuộc đời, mình không thích bị vâng lời, mình muốn có tự do, cho nên mình phải tôn trọng cái tự do của người khác. Kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Cái gì mình không muốn làm cho mình, đừng có làm cho người khác, hoặc là đừng có biểu người khác làm. Và nhớ câu này, đừng nhìn người khác mà sống cuộc đời mình, và đừng lấy cuộc đời mình mà sống vì người khác. Tại sao mình sân hận? Tại sao mình đố kỵ? Bởi vì mình cứ lấy cuộc đời của ai đó làm tiêu chuẩn, rồi mình soi vào cuộc đời mình, rồi mình lấy cuộc đời mình đi sống giống như ai đó. Dạ ai đó nó là phiên bản biệt nghiệp của họ, ai đó không bao giờ giống mình. Mình lấy mình đi so sánh với người khác đó, là mình xúc phạm mình, và suốt đời mình chỉ bất an thôi. Cho nên nguyên tắc đầu tiên của sống một cuộc đời bình an đó là đừng có đi nhìn người mà sống, và đừng có sống mình vì theo người, là tự nhiên không còn rắc rối nữa. Bây giờ họ có 2 con bò, mình có 1 con thôi, mình vẫn sống bình yên, nhưng mà họ 2 con làm mình bất yên. Cái đó là cái tôi so sánh chạy đua. Cho nên toàn bộ xã hội ngày nay là coi thứ con người ta học ở trường nào, con mình phải giống vậy. Nhà người ta làm sao, ít nhất mà nhà mình phải tương tự vậy. Họ có cái gì đó mà mình chưa có là mình bắt đầu phải có. Còn mình không có, mình không bình yên được. Cái này là một sự tụt hậu của nhận thức nhân loại. Mà người tu á, hải đảo tự thân, mình quay về mình tu tập với chính mình thôi. Đó. Thì cô coi cái lời hôm nay con chia sẻ nha. Nếu chỉ có 2 điều thôi. Một á, là đừng có nô lệ cái tâm mình cho người khác. Tâm của mình á, là mình phải điều khiển nó theo ý mình muốn. Còn mình để người khác điều khiển mình, đang làm nô lệ của họ, thì mình coi thứ nô lệ bằng thân mình không chịu, là tại sao mình nô lệ bằng tâm. Đây là do mình chứ không phải do họ. Và mình biết cuộc đời này không có ai làm hài lòng mình 100% hết, cho nên mình chấp nhận cái sự khác biệt biệt nghiệp của mỗi người. Đó là cái nhận thức. Và cái hành động của mình là mình đang sống với họ mà không phải thương yêu, thấu hiểu để chia sẻ, tức là không phải cái nhân duyên lành, mà cái nhân duyên nó bất thiện, nó nghịch duyên, thành ra nó tạo ra cái sự ghét bỏ. Đây là cái quả hiện ra từ cái nhân ở phía trước hoặc ở hiện tại. Thì việc của mình làm là tạo ra cái nhân ngược lại của quả đó. Đó là bằng sự bao dung, tha thứ, thấu hiểu, chấp nhận và thương yêu, không phán xét, không hơn thua. Đó, bằng cái hiểu và bằng cái hành động, vừa có cái nhìn và vừa có cái sự hành động rõ ràng. Đó là áp dụng vô. Rồi, như vậy nha cô Thiệu Hệ, một câu trả lời A Di Đà Phật. Đại chúng lắng nghe tiếng chuông. Hít sâu và thư giãn nụ cười thoải mái thân tâm.